Những ngày qua, thông tin liên quan tới việc Hề Mộng Giao sinh con trai đã biến thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Sự kiện này cũng được xác nhận bởi cả hai bà xã chồng Hề Mộng Giao và thiếu gia nhà vua sòng bài Ma Co Hà Du Quân, thậm chí chân dài của Victoria còn công khai tấm hình ôm con trai trong phòng sinh để công bố tin vui. Ban đầu anh em đều cho rằng Hề Mộng Giao gả vào một gia tộc như nhà họ Hà nếu không sinh được con trai thì chắc chắn cuộc sống sẽ rất bi đát. Có thể sau vào cuộc đời tiểu sợ, kết hôn nhiều năm và hạ sinh ba cô con gái rồi nhưng vẫn chưa được sự hài lòng từ nhà chồng. Mặc dù bây giờ nam nữ bình đẳng, nhưng đối với một gia tộc họ Hà nếu không sinh được con trai nối dõi, như vậy không khác gì đem một nửa tài sản đi cho kẻ khác rồi. Đối với vua sòng bài Ma Co Hà Hồng Sơn mà nói, việc bỗng nhiên có được một cậu cháu đích tôn ở tuổi 98 thật sự là một việc đáng để chúc mừng. Có lẽ chính vì vậy mà ông đã đích thân đặt tên cho cháu trai theo tên của mình, cùng với đó là một phần thưởng 100 triệu nhân dân tệ tương đương 350 tỷ đồng, cùng với căn hộ sang trọng cho con dâu Hề Mộng Giao. Ngoài ra có nguồn tin còn tiết lộ thêm rằng bà Tư Lương An Kỳ cũng sẽ tặng cho cháu trai một căn nhà nữa làm tiến thưởng.